It's Manny. Xin chào các bạn đến với video hướng nghiệp lần này. Manny sẽ quay trở lại với một cái chuyên mục đó là Q&A. Ngoài những cái tip trick mình chia sẻ thì có rất là nhiều câu hỏi mình nhận về, nhưng mà đa số những câu hỏi đó nó khá là đơn giản, nhưng mà nó cũng là một cái chủ đề mà các bạn rất là quan tâm. Đó là cái sự khác biệt giữa DJ và producer là như thế nào, và cái cơ hội nghề nghiệp nếu mà các bạn chọn quyết định đi theo cái đam mê này thì nó sẽ dắt các bạn đi tới đâu. Thì xin mời các bạn cùng xem video lần này để chúng ta cùng giải đáp câu hỏi này nhé. Mình xin nói trước về DJ. Nếu mà các bạn Google hoặc là Wikipedia về thuật ngữ DJ thì sẽ có rất là nhiều cái định nghĩa, và những cái định nghĩa đó sẽ dắt cho các bạn, có bạn hiểu, có bạn không hiểu. Thì mình nói đơn giản như thế này cho tất cả mọi người đều hiểu. Đó là DJ là một người sẽ chơi những bài nhạc có sẵn, thì DJ đó phải đi mua những bài nhạc đó và chơi lại trên sân khấu cho khán giả cùng nghe. Và DJ là một người có cái gu âm nhạc rất là chất, rất là mới mẻ, nên những bài nhạc mà một DJ thường chọn nó sẽ giúp khán giả cảm thấy enjoy và cảm thấy thoải mái, có thể khiêu vũ, có thể nhảy theo cái bài nhạc đó, và đó được gọi là DJ. Còn đối với nghề producer thì nghề producer là một cái nghề rộng hơn DJ rất là nhiều. DJ thì phải mua nhạc, còn producer thì là cái người làm ra cái bài nhạc để DJ mua. Và chúng ta có thể hiểu một cách rộng hơn về producer nữa. Không chỉ là producer làm nhạc cho DJ, mà producer còn có thể làm nhạc cho ca sĩ, cho rapper, làm nhạc cho những chương trình truyền hình, làm nhạc cho một cái client agency, advertising, quảng cáo. Nói chung producer là một cái ngành cực kỳ rộng. Music producer nói chung là như vậy. Và chúng ta đi xa hơn nữa thì những kỹ năng của producer thì đòi hỏi nó rất là khắt khe so với DJ. Đối với DJ thì các bạn chỉ cần biết sử dụng thiết bị và các bạn có một cái gu âm nhạc, thẩm mỹ âm nhạc tốt thì các bạn có thể trở thành một DJ. Nhưng đối với producer thì các bạn cần phải biết nhạc lý, các bạn cần phải biết về hệ thống âm thanh, các bạn phải biết về micro, các bạn phải biết về thiết bị phòng thu, các bạn phải biết về kỹ thuật sử dụng ứng dụng, sử dụng phần mềm, rồi chơi nhạc cụ, cảm âm. Rất là nhiều. Nói chung mà để trở thành một producer thực thụ, chứ không phải là producer theo kiểu DJ producer nha, thì producer nó là một cái ngành rất là rộng và rất là nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các bạn. Rồi, nói về khách hàng thì của DJ thì chúng ta sẽ phân ra thành hai dạng chính. Một là resident DJ, hai là mobile DJ. Nhiều người gọi là mobile DJ nhưng mà nó thật sự nó gọi là event DJ đúng hơn. Thì resident DJ có nghĩa là cái người DJ đó được thuê bởi một cái club, một tụ điểm, một nhà hàng, một quán bar, một cái pub, nơi mà cần nhạc. Nó không phải là thể loại nhạc EDM như các bạn đi ra Bùi Viện hay tất cả các club ở Sài Gòn chơi hiện tại, mà nó có thể là một DJ là một người lựa chọn cái âm nhạc phù hợp cho cái phong cách của cái nơi đó. Ví dụ như một cái nhà hàng 5 sao, họ cũng cần một DJ. Tuy DJ không trực tiếp chơi tại đó, nhưng họ là cái người lựa chọn ra những cái bài nhạc phù hợp. Giống như chị mình có sở hữu một cái nhà hàng Pháp 5 sao, và chị mình biết mình làm DJ và nhờ mình nói mình là Manny ơi, em có thể giúp chị tìm một cái set list phù hợp để cho cái nhà hàng của chị hay không. Và tới ngày Valentine mình phải tìm một cái set list khác, và tới ngày này ngày kia mình phải tìm một cái set list khác, và mình mix những cái bài nhạc lại với nhau và mình gửi cho chị ấy, và chị ấy chỉ cần phát trong nhà hàng thôi. Thì đó vẫn là công việc của một DJ, bạn hiểu cho rõ ha. Còn mobile DJ thì là một người rất là di động, hay còn gọi là event DJ, có nghĩa là họ không chơi cho một tụ điểm nào cố định cả, mà họ chơi cho những cái sự kiện xảy ra trong vòng vài giờ cho tới vài ngày ở một cái địa điểm nào đó, nên cái cường độ họ đi lại rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Thì những người đó đòi hỏi là phải có cái tính linh hoạt trong cái công việc, và phải có cái kho nhạc cực kỳ khủng. Bởi vì không phải những cái buổi tiệc nó đều giống nhau cả, có thể nó là tiệc sinh nhật, đám cưới, đám ma. Rất là nhiều loại đám, thì những cái loại đám đó cần phải có một cái set list phù hợp dành cho cái sự kiện đó, và họ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn trong máy của họ, trong USB của họ, những cái thể loại nhạc cho phù hợp cho từng sự kiện, cho những mục đích. Giống như kinh nghiệm của mình, ngày xưa mình đã có chơi cho những cái wedding party, thì wedding party họ yêu cầu là ban đầu thì thể loại nhạc rất là trầm, em chơi những bài nhạc nào mà romantic, love song các kiểu để cho mọi người enjoy, mọi người có thể nói chuyện với nhau. Nhưng mà khúc cuối, khoảng một tiếng cuối cùng thì lại chơi những thể loại nhạc rất là mạnh để cho mọi người có thể khiêu vũ với nhau. Rồi gần cuối mọi người lại mệt, mọi người lại muốn khiêu vũ, thì lúc đó mình phải lựa những bài nhạc jazz, soul,
phân để cho mọi người có thể khiêu vũ trên cái nền nhạc đó. Thì Mobile DJ là một người cực kỳ linh hoạt và phải có một cái kho nhạc rất là khủng để các bạn lúc nào cũng chuẩn bị cho tất cả mọi tình huống có thể xảy ra. Rồi, nói về thiết bị mà hai đối tượng này sử dụng. Khi là một DJ thì các bạn chỉ cần CDJ, mixer, hoặc là các bạn sử dụng, hiện tại bây giờ rất là nhiều bạn sử dụng controller hay là all-in-one system. Cơ bản nó vẫn là một cái thiết bị gồm một cái bên A và một cái bên B và một cái thiết bị trộn ở chính giữa. Thì bên A để play bài A và bên B để chúng ta chuẩn bị bài B, và thiết bị trộn để chúng ta mix hai bài nhạc nó với nhau để chuyển qua cho nó mượt, không có bị gãy, không có bị đứt. Đó là công việc cơ bản của một DJ. Còn khi mà nói tới producer, nói về những cái thiết bị của một producer thì thiết bị của producer nó cực nhiều luôn, rất là nhiều. Và các bạn phải làm việc với rất là nhiều máy móc, rất là nhiều phần mềm, rất là nhiều kỹ thuật, kỹ năng mà các bạn phải học. Có khi là các bạn học cả đời không hết, tại vì nó có sự combine với nhau. Có nghĩa là khi các bạn sử dụng một cái thiết bị A mà các bạn combine với một cái mic B chẳng hạn, thì nó sẽ ra một cái chất âm hoàn toàn khác. Thì dựa vào cái sự cảm âm của mỗi producer mà họ đưa ra cái quyết định họ nên trộn cái máy này với cái mic nào, rồi trộn cái máy này với cái máy nào, thì nó sẽ cho ra một cái chất âm riêng của họ. Thì đó gọi là cái style, cái character của một producer. Nói về cơ hội nghề nghiệp chung của cả hai nghề, thì đầu tiên là nghề DJ, cơ hội nghề nghiệp nó có khó hay không? Và câu hỏi mình được hỏi nhiều nhất đó là sau khi em học không, em có được việc làm hay không? Em sợ là em học xong em không có việc làm. Mình trả lời thẳng luôn, các bạn học xong không bao giờ có việc làm. Câu trả lời này có vẻ nghe nó rất là gay gắt. Mình không hiểu tại sao các bạn lại đặt câu hỏi này. Tại vì một người bản thân họ đi học đại học, đại học bách khoa, đại học y khoa, họ vẫn không có việc làm. Thì tại sao các bạn lại nghĩ các bạn bỏ ra một số tiền nhỏ nhoi như vậy và các bạn sẽ có một cái việc làm ổn định? Câu trả lời cho các bạn thẳng luôn là nếu mà các bạn lựa chọn đây một công việc để kiếm tiền thì chắc chắn là không kiếm được tiền. Tại vì đây là một đam mê, đây là một cái cuộc trải nghiệm. Mình đưa ví dụ như thế này cho các bạn hiểu. Tại sao ở Việt Nam có hàng trăm hàng ngàn trung tâm dạy piano nhưng mà không có một nghệ sĩ piano nào đi ra quốc tế cả? Đúng không? Các bạn hãy đặt câu hỏi đi. Vậy tại sao mà các bạn nghĩ các bạn học DJ và sau đó các bạn có việc làm? Thì câu hỏi này đòi hỏi một câu trả lời cực kỳ khó luôn. Nó nằm ở cái chỗ là bản thân các bạn có muốn làm hay không. Thì chắc chắn là kiếm tiền thì ai không muốn, đúng không? Nhưng mà các bạn có đam mê với cái nghề này hay không? Các bạn có sẵn sàng dành hết cả cái tuổi thanh xuân của mình để mình có thể trau dồi, mình tích góp kiến thức và sau đó mình đi thử thách? Và không phải một mình bạn học DJ mà ở trung bình, mình nói trung bình thôi, ở Sài Gòn hiện tại có tầm khoảng mười mấy cơ sở dạy DJ. Và cơ sở nào cũng nói là chắc chắn cho các bạn một công việc. Nhưng mà công việc các bạn làm ở đâu? Các bạn làm ở những cái quán cà phê, các bạn làm ở những cái tụ điểm rất là nhỏ, và các bạn nhận được một cái mức lương của bạn là 80.000 cho một tiếng đồng hồ. Thì chẳng qua các bạn được gấp 4 lần một nhân viên phục vụ KFC mà thôi. Thì các bạn nghĩ nếu mà các bạn học cái nghề này để mình đi kiếm tiền thì thật sự mình khuyên các bạn là các bạn không nên. Mà nếu các bạn thật sự đam mê cái nghề này thì các bạn có thể kiếm vài trăm triệu trong một tiếng đồng hồ. Ví dụ như Slim V là một ví dụ, giống như Triple D, giống như Tour Liver. Đó là những DJ producer rất là đẳng cấp, rất là nổi tiếng ở Việt Nam rồi. Và họ có thể một tour của họ kiếm từ vài chục triệu cho tới vài trăm triệu trong một tiếng đồng hồ, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà những gì họ phải bỏ ra là gì? Họ phải bỏ chất xám, họ phải bỏ công sức, họ phải bỏ thời gian, họ luyện tập hàng ngày, họ tạo những cái mối quan hệ và họ đi chơi thể hiện hết mình với khán giả. Thì khán giả yêu mến họ. Thì khi nhiều người biết tới bạn thì bạn sẽ có nhiều show, và lúc đó bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Nếu mà bạn chắc chắn là bạn sẽ dành cả cái thanh xuân này để các bạn chơi DJ thì mình xin chúc mừng các bạn, đây là cái nghề dành cho các bạn. Rồi còn nói về cơ hội nghề nghiệp của một producer. Producer thì các bạn có cơ hội nghề nghiệp nó rộng hơn rất là nhiều. Mình chia ra 5 level này để cho các bạn tự hình dung để cho nó dễ. Level đầu tiên là các bạn biết làm nhạc cơ bản và các bạn có khả năng thu âm, thì các bạn có thể đăng ký hoặc là apply vào một trong một cái studio nào đó ở Sài Gòn hay là ở địa điểm gần các bạn, và các bạn xin một cái job là nhân kỹ sư thu âm hoặc là kỹ sư ngồi bấm thu. Thì lúc đó các bạn có thể ngồi, các bạn bấm thu âm và các bạn có thể học thêm từ những người có kiến thức nhiều hơn mình. Thì cái lương cơ bản của bạn sẽ rơi vô tầm khoảng từ 4 triệu cho tới 8 triệu đồng đối với những người mới biết. Còn level 2 đó là các bạn có thể biết làm nhạc cơ bản và các bạn có thể hoàn thành một cái sản phẩm cơ bản. Thì lúc đó các bạn có thể làm supplier cho những agency. Các bạn có thể ngồi edit nhạc, chỉnh sửa nhạc hoặc là thêm cái này thêm cái kia vào bài nhạc để giúp cho những agency ra những cái sản phẩm
TVC hay gọi là clip quảng cáo, thì lúc đó các bạn sẽ lồng cái nhạc nền của mình vào trong đó, thì đó cũng là một cái cơ hội nghề nghiệp và các bạn có thể kiếm từ 2 cho tới 8 triệu đồng trên một bài nhạc, nhưng mà đòi hỏi là các bạn phải bỏ rất là nhiều công sức ra. Level thứ 3 đó chính là các bạn có khả năng làm nhạc và các bạn đã làm được nhạc tới cái mức gọi là standard quality, cái mức tiêu chuẩn căn bản, thì các bạn có thể là bán nhạc của mình qua những cái kênh mạng như Audio Jungle hay là YouTube Library Music, thì các bạn sẽ ăn được commission, là các bạn nhận được cái phần trăm khi cái sản phẩm của bạn được người mua, thì các bạn sẽ nhận được bao nhiêu phần trăm đó, thì các bạn có thể sống bằng nghề đó, và ở Việt Nam có rất là nhiều bạn sống bằng cái nghề đó. Còn level thứ 4 đó là level các bạn làm sản phẩm cho nghệ sĩ, cho ca sĩ. Khi ở cái level này thì các bạn phải hiểu và các bạn phải biết rất là nhiều về cái lĩnh vực này, và có một cái kỹ năng thuộc dạng là từ giỏi trở lên chứ không phải là khá nữa. Thì lúc đó các bạn sẽ collab với những người nghệ sĩ có tên tuổi lớn và các bạn sẽ nhận được tiền từ họ. Các bạn có thể thu nhập từ một bài từ khoảng 10 triệu cho tới 30 triệu tùy vào cái sự nổi tiếng của các bạn. Và level cuối cùng đó là level 5, đó là bạn trở thành một nghệ sĩ của chính mình. Giống như Sơn Tùng MTB là một người chuyên tự viết nhạc cho bản thân và anh ta tự góp ý xen vào những cái công việc của producer để hoàn thành cái sản phẩm của anh ta muốn như thế nào đó, và anh ta nói họ làm. Thì đó là cái level cao nhất, là các bạn trở thành một cái người nổi tiếng, một cái người nghệ sĩ tự sản xuất ra nhạc của mình. Thì trong video này, đây là những gì mà mình chia sẻ và gợi ý cho các bạn để các bạn biết là các bạn sẽ làm được gì và các bạn phải bắt đầu từ đâu, có bao nhiêu level, và để các bạn đưa ra cái quyết định lựa chọn đúng đắn trong cái cơ hội nghề nghiệp của mình. Dĩ nhiên những cái tổng hợp này của mình nó chỉ đúng 95-96% thôi, nó không phải là hoàn toàn đúng. Nên mình sẽ đưa cho các bạn một cái lộ trình như nãy giờ mình trình bày. Đó là những gì các bạn muốn như thế nào, các bạn muốn kiếm tiền hay là các bạn muốn theo đuổi nó như một cái đam mê, thì hoàn toàn đây là một cái con đường rất là dài và rất là gay go, và chỉ dành cho những người thật sự đam mê và dành cả thanh xuân của mình để sống chết với cái nghề này. Hy vọng cái video này sẽ giúp ích cho các bạn có thể tìm ra được đâu là cái hướng đi kế tiếp của mình. Chúc các bạn thành công và hẹn các bạn trong video kế tiếp. Bye bye.